Xin chào quý vị và các bạn. Trong lúc phương Tây bị cuốn vào cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu, với hình ảnh hàng trăm nghìn người Syria bế tắc trên con đường tìm đến miền đất hứa, thì tại nơi mà họ đã bỏ đi, chiến sự diễn ra ngày một căng thẳng và phức tạp hơn. Tình hình phức tạp gây ra bởi sự can thiệp của bên ngoài, mà ở đây là Mỹ và Nga. Trong khi phe nổi dậy được Mỹ ủng hộ chật vật trong nỗ lực hạ bệ chế độ Bashar al-Assad suốt 4 năm qua, thì Nga lại đang thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình khi viện trợ cho quân đội Assad những vũ khí hiện đại và thậm chí tới đây có thể là binh lính. Điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi mà mới đây Damas đã để ngỏ khả năng sẽ cầu viện tới sự hỗ trợ binh sĩ của Nga. Phát biểu trên truyền hình ngày 17 tháng 9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Mualem bác bỏ việc có binh sĩ Nga chiến đấu tại Syria hiện nay. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cũng cho biết Damas không ngại cầu cứu binh lính Nga tới trợ giúp nếu cần thiết. Không hề có hoạt động chiến đấu chung nào của binh sĩ Nga tại Syria, nhưng nếu cảm thấy cần thiết, chúng tôi sẽ không ngần ngại yêu cầu. Ngoại trưởng Syria khẳng định Damas và Moscow hợp tác chiến lược thông qua viện trợ quân sự. Sự hợp tác giữa Syria và Liên bang Nga, giữa quân đội của chúng tôi và quân đội Nga là mối hợp tác chiến lược sâu sắc. Theo lời ông Mualem, mặc dù quân đội Syria cho tới nay vẫn tự lực chiến đấu, nhưng vẫn cần trợ giúp vũ khí từ bên ngoài để chống lại lực lượng nổi dậy. Chính phủ Assad hoan nghênh mọi sự trợ giúp của các nước khác trong việc đẩy lui quân nổi dậy mà họ gọi là khủng bố. Chúng tôi không từ chối bất kỳ nước nào, ngoại trừ Israel, vì đó là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh mọi quốc gia thực sự mong muốn giúp đỡ chúng tôi chống lại khủng bố. Theo chính phủ của Tổng thống Assad, quân đội Syria đang đối mặt với vấn đề nhân lực và vật lực quân sự trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát các thành phố phía Tây sau khi mất nhiều khu vực còn lại vào tay phe nổi dậy và IS. Việc Nga can thiệp quân sự vào Syria đã trở nên rõ mười mươi khi chính Nga thừa nhận chuyển vũ khí đến cho quân đội Syria. Một nguồn tin quân đội Syria cho biết, binh sĩ nước này gần đây đã bắt đầu sử dụng các mẫu vũ khí trên không và mặt đất mới do Nga cung cấp. Lực lượng tình báo Mỹ cũng vừa công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy bước tiến trong việc triển khai quân đội Nga tới một căn cứ quân sự tại Syria, không loại trừ khả năng Nga thiết lập căn cứ quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Các hình ảnh vệ tinh do mạng tình báo quân sự Stratfor có trụ sở tại Texas, Mỹ công bố cho thấy Nga đang từng bước triển khai quân đội tới căn cứ không quân tại Latakia, thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad, dẫn đến nghi ngại về việc Nga xây dựng căn cứ quân sự ở Syria. Một lượng lớn các thiết bị quân sự, bao gồm cả pháo binh và máy bay trực thăng hỗ trợ tấn công, đã được chuyển tới căn cứ không quân này. Về phía Nga, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Bogdanovsky cho biết Moscow không ngoại trừ việc là một căn cứ quân sự ở Syria. Ông Bogdanovsky nói với truyền thông Nga rằng, vào thời điểm này không có kế hoạch như vậy, thế nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Trước đó, phía Mỹ cũng cho rằng Nga đã đưa khoảng 200 lính hải quân đánh bộ, xe tăng, pháo cùng nhiều thiết bị tới một sân bay gần Latakia. 4 máy bay trực thăng của Nga, trong đó có 2 chiếc Mi-24 và 2 chiếc Mi-17, được nhìn thấy trên đường băng. Mỹ cũng tố Nga dùng máy bay AN-124 vận chuyển hàng hóa liên tục từ Nga sang Syria 2 lần mỗi ngày. Ngoài ra, còn có 7 xe tăng chiến đấu, các đơn vị nhà ở được xây dựng cho khoảng 1.500 quân, một tàu chở hàng neo đậu gần cảng Tartus được báo cáo mang khoảng 15 khẩu pháo và 35 xe thiết giáp vào Syria. Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin quân đội Syria gần đây đã bắt đầu sử dụng những loại vũ khí mới trên không và trên bộ do Nga cung cấp. Song song với đó, công tác huấn luyện sử dụng các loại vũ khí mới được thực hiện ở Syria trong những tháng qua. Ngoại trưởng Syria trước đó nói rằng Nga đã cung cấp vũ khí mới và huấn luyện binh sĩ nước này cách sử dụng. Không phải bây giờ Nga mới ủng hộ và viện trợ hàng hóa vũ khí cho Syria, nhưng tại sao thời gian này Moscow lại công khai các nỗ lực của mình nhằm can thiệp vào tình hình Syria? Câu trả lời rất có thể lại đến từ một nơi cách xa Syria ngàn dặm, Ukraine. Cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này đã khiến Nga được mất khá nhiều. Nga có được Crimea trong cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi, nhưng cũng mất khá nhiều do các lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây. Tuy nhiên, có một điều mà phương Tây buộc phải thừa nhận Nga thắng thế, đó là vai trò của Nga tại Syria. Họ có thể lấy con bài này để đổi lấy con bài khác. Nga muốn gì và có thể trao đổi gì với phương Tây? Đó là điều mà Mỹ muốn bàn thảo trong một cuộc thảo luận mang tính chiến lược và thực tế với Nga trong một ngày gần đây. Tiếp sau lời đề nghị thảo luận quân sự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với người đồng cấp Nga, ngày 17 tháng 9, Nhà Trắng khẳng định vẫn sẵn sàng cho các cuộc thảo luận chiến lược và thực tế với Nga. Tôi sẽ cảnh báo Nga về các nỗ lực tăng cường viện trợ của họ cho chế độ Assad. Đó là một ván cược thua của nước Nga, cho Syria và cho cả những nỗ lực của chúng tôi trong việc làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những mối quan tâm và đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn để ngỏ những cuộc thảo luận chiến lược và thực tế với Nga. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh các mục tiêu của Liên minh chống IS tại Syria. Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh sự giúp đỡ chủ yếu của Nga đối với Syria là nỗ lực ngăn chặn lực lượng IS trở thành một thảm họa cho khu vực. Bà Zakharova cho biết Moscow sẵn sàng chia sẻ thông tin với Washington về việc viện trợ quân sự cho quân đội Syria thông qua kênh thích hợp, nhưng chỉ trích Mỹ công khai việc này qua các phương tiện truyền thông. Chúng tôi đã sẵn sàng để đưa ra bất kỳ thông tin mà các quan chức Mỹ quan tâm thông qua các kênh thích hợp để các chuyên gia quân sự của hai bên có thể thảo luận mọi vấn đề quan tâm. Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó, nhưng không phải trong các cuộc họp báo, mà là giữa các chuyên gia. Chúng tôi chỉ để ngỏ hình thức đối thoại này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng việc Mỹ yêu cầu ông Assad phải ra đi trong khi Mỹ đang cố gắng đánh bại IS chỉ bằng không lực sẽ khó được đáp ứng. Một số nhà phân tích cho rằng ông Putin cuối cùng sẽ thắng thế bởi mối nguy hiểm từ IS sẽ vượt lên trên mối lo ngại về tương lai của Ukraine, về ông Assad hay thậm chí về việc Nga có thể có được ảnh hưởng lớn hơn ở Trung Đông. Ngày 28 tháng 9, ông Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và sẽ tận dụng diễn đàn thế giới này để nhấn mạnh vai trò của Nga ở Syria. Tổng thống Putin cho biết, ông đã nghĩ tới một nỗ lực hai gọng kìm. Thứ nhất là thành lập một liên minh quốc tế để chống IS. Thứ hai là thúc đẩy việc tìm kiếm một thỏa hiệp chính trị giữa các phe phái đối địch ở Syria và đưa họ vào liên minh nói trên. Đề xuất của ông Putin đã tạo ra mối quan tâm lớn và có thể trở thành trọng tâm chính của cuộc họp vào tuần cuối cùng của tháng 9 giữa các nguyên thủ thế giới tại Liên Hợp Quốc. Với những động thái gần đây của Nga và cả khả năng Nga sẽ thành lập một liên minh quốc tế chống IS tại Syria, cho thấy một thực tế, hoạt động của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu hiện nay đang không hiệu quả. Nói một cách khác, các chiến dịch mà liên minh này tiến hành chủ yếu là các cuộc không kích, không những không tiêu diệt được lực lượng thánh chiến Hồi giáo này, mà còn khiến các hoạt động khủng bố gia tăng. Đã đến lúc liên minh này cần một chiến lược tổng thể và những biện pháp can thiệp quyết liệt hơn, mới mong có thể kết thúc cuộc chiến hao tổn tiền của này. Theo các chuyên gia phân tích, liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Liên minh này không có tầm nhìn chính trị và ngoại giao thực sự. Bên cạnh đó, liên minh cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu sự hợp tác của các nước lớn trong khu vực. Tính đến thời điểm hiện nay, liên minh quốc tế đã thực hiện gần 10.000 cuộc không kích, riêng Pháp thực hiện hơn 200 cuộc, nhưng vẫn chưa thể dập tắt được các hoạt động của các lực lượng thánh chiến, hiện đang đóng quân cách thủ đô Damascus của Syria khoảng 200 km. Chúng tôi cũng là một phần trong liên quân với Iraq. Dựa trên các chuyến bay trinh thám, chúng tôi sẽ quyết định thực hiện không kích khi cần thiết, mà đây là điều cần thiết ở Syria. Nhiều chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công của liên minh chỉ đủ để ngăn chặn sự lớn mạnh và phát triển của IS, chứ chưa đủ để kết thúc cuộc chiến. Trong khi đó, khả năng các cuộc tấn công của liên minh gia tăng là rất ít. Đồng thời, liên minh này cũng đã loại trừ bất kỳ sự thay đổi nào trong chiến lược. Ngay Tổng thống đã đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng. Bất cứ sự can thiệp dưới mặt đất nào, cho dù được tiến hành bởi nước Mỹ hay nước phương Tây nào khác, đều là không thực tế và không phù hợp. Chúng ta sẽ không lên kế hoạch cho việc này. Điều này có nghĩa là liên minh sẽ vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích, đào tạo và trang bị cho các lực lượng chính phủ và địa phương, chứ không có thêm bất kỳ chiến lược mới nào. Bên cạnh đó, liên minh cũng phải đối mặt với nhiệm vụ chấm dứt trò chơi hai mặt của một số quốc gia Trung Đông, có thể kể đến như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ả Rập Xê Út. Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng các cuộc không kích dưới danh nghĩa chống khủng bố để đồng thời nhắm vào lực lượng phiến quân người Cút, lực lượng đối lập với Ankara. Hay Qatar, Ả Rập Xê Út đang hỗ trợ mặt trận Al-Nusra, một lực lượng mới nổi dậy chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad và IS. Với những toàn tính chính trị của riêng mình, các quốc gia này đang góp phần làm cho cuộc chiến chống IS tại Syria và tình hình khu vực thêm rắc rối. Với những gì đang diễn ra hiện nay, hoàn toàn dễ hiểu khi ngày càng có nhiều người Syria tìm cách chạy trốn khỏi mảnh đất đang bị tàn phá mỗi ngày bởi bom đạn và những toàn tính chính trị này. Không có nổi một tia hy vọng ở quê nhà, họ vượt cả một chặng đường dài đầy nguy hiểm rình rập để đến với miền đất hứa châu Âu. Thế nhưng ở nơi đấy, những tia sáng vừa le lói mở ra đã lại bị dập tắt một cách đầy phũ phàng. Sau Hungary, Croatia hôm nay cũng gần như đóng cửa hoàn toàn biên giới với Serbia nhằm ngăn chặn dòng người di cư tràn qua lãnh thổ nước này.
Nhà chức trách Croatia ngày 17 tháng 9 thông báo hơn 6.000 người di cư đã tràn vào nước này trong chưa đầy 24 giờ qua và dự kiến con số này sẽ lên tới hơn 20.000 người trong 2 tuần tới. Cùng với Romania, Croatia đang trở thành sự lựa chọn khả thi mới với hàng nghìn người di cư đang mắc kẹt ở bán đảo Balkan sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Những người di cư sau khi lọt qua biên giới Croatia đều muốn nhanh chóng bắt các chuyến tàu hỏa và xe buýt để tới thủ đô Zagreb. Sau đó, họ sẽ tìm đường tới các nước Bắc Âu hoặc Đức. Chúng tôi không kịp đến biên giới Hungary, nó đã đóng cửa trước đó. Vì thế chúng tôi đến Croatia, sau đó đến Slovenia. Chúng tôi hy vọng có thể qua Slovenia đến Đức. Đêm 17 tháng 9, Croatia đã đóng cửa 7 trên tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia để ngăn chặn dòng người di cư đang đổ về. Nước này cũng đã triển khai khoảng 6.000 binh lính để kiểm soát dọc biên giới Serbia. Theo giới chức Croatia, quyết định trên được đưa ra do số người di cư tràn vào nước này quá lớn, vượt quá khả năng xử lý của các lực lượng chức năng. Chúng tôi không thể tiếp nhận thêm được nữa. Chúng tôi yêu cầu các quốc gia khác có vị trí địa lý giống Croatia như Hy Lạp, Macedonia và Serbia hãy tôn trọng các thỏa thuận và hiệp định. Họ cũng cần thực hiện nghĩa vụ theo quy định quốc tế, giữ những người di cư ở các trại tiếp nhận. Bước đi mới của Croatia có thể biến Balkan thành vùng đất kẹt cho những người tị nạn muốn đi đến đích cuối cùng là các nước Tây Âu, sau khi nước láng giềng Hungary đã dùng những biện pháp mạnh để ngăn chặn dòng người di cư, cũng như hoàn tất toàn bộ hàng rào ở biên giới với Serbia. Tờ Thời báo Tài chính Anh số ra ngày 17 tháng 9 cho rằng cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hiện nay có thể đẩy nước Đức đến chỗ mâu thuẫn gay gắt với các quốc gia láng giềng ở phía đông. Trên thực tế, các nước châu Âu đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng di cư theo những cách riêng của mình. Trong khi các nước Đông Âu tìm mọi cách ngăn dòng người di cư qua lãnh thổ nước mình, thì một số nước Tây Âu lại mong muốn xây dựng một quy chế tiếp nhận và phân bố người nhập cư thống nhất trong toàn EU. Cuộc khủng hoảng di cư đang khiến cả châu Âu chia rẽ. Trong khi Hungary đã xây dựng một bức tường thứ hai, lần này là ở biên giới với Romania và ra quy định phạt tù 3 năm với những người nhập cư bất hợp pháp, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel lại hủy bỏ mọi nỗ lực chống chọi người di cư mà các cơ quan chức năng tại các địa phương ở nước này đang thực hiện khi tuyên bố sẽ tiếp nhận tới 40.000 người tị nạn. Thủ tướng Anh David Cameron mới đây cũng khẳng định chỉ cho phép người thất nghiệp nước ngoài định cư 6 tháng tại Anh và sau khoảng thời gian đó họ sẽ bị trục xuất nếu không tìm được việc làm. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Anh cũng đề nghị giới hạn thời hạn 1 năm cấp các khoản hỗ trợ tìm việc làm và nhà ở cho người nhập cư. Sau khoảng thời gian đó, người nhập cư sẽ bị trục xuất về nước và cấm tái nhập cư trong thời gian 1 năm tiếp theo. Tòa án châu Âu tại Luxembourg đã quyết định ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Cameron nhưng cũng đang cân đối với một số điều khoản của luật pháp châu Âu. Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, Nghị viện châu Âu hôm qua 17 tháng 9 đã nhất trí ủng hộ kế hoạch bố trí phân bổ 120.000 người tị nạn trên lãnh thổ toàn EU để giúp giảm bớt áp lực cho các quốc gia tuyến đầu như Hy Lạp, Hungary và Italia. Tuy nhiên, kế hoạch này cần phải được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng EU sẽ diễn ra vào tuần tới. Bên cạnh những gánh nặng về kinh tế, phúc lợi xã hội có thể nhìn thấy ngay trước mắt, còn có một lý do nữa khiến nhiều nước châu Âu khá e ngại về vấn đề người nhập cư. Đó là những rủi ro đáng lo ngại về an ninh khi không loại trừ khả năng có những chiến binh IS trà trộn vào làn sóng người tị nạn để thâm nhập vào châu Âu. Bên cạnh đó, tâm lý nghi kỵ này sẽ càng khiến cho sự kỳ thị đối với các cộng đồng Hồi giáo tại châu Âu gia tăng. Và đây cũng sẽ là một thách thức không nhỏ đối với chính phủ các nước châu Âu trong thời gian tới. Tới đây, Chuyện Đông, Chuyện Tây ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.